Bản tin tối ngày 31 tháng 12, IDF không kích dồn dập ở Gaza, vô hiệu hóa bom cài đặt ở nhà trẻ. Phái đoàn Ai Cập đến thăm Tel Aviv để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến tranh. Thủ tướng Israel nói chiến sự ở Gaza sẽ tiếp tục trong nhiều tháng. Tàu Mỹ bắn hạ hai tên lửa đạn đạo của Houthi. Bộ Quốc phòng Anh, quân đội chất lượng thấp của Nga chịu thương vong tăng đột biến. Mỹ khai triển 6 hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại đảo Guam. Cuối năm, người dân Sài Gòn vật lộn với giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Lửa thiêu rụi hơn 200 sạp quần áo trong chợ ở An Giang. Quý vị đang theo dõi bản tin tối ngày 31 tháng 12. Sau đây là phần nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết bản liền, có hương vị đậm đà khí chất vùng núi cao, chát nhẹ và ngọt hậu. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945689573, xin trân trọng cảm ơn. Các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã thực hiện một loạt các cuộc không kích trong đêm ngày 30 tháng 12 ở giải Gaza, trong khi các hoạt động trên bộ vẫn tiếp tục. IDF cho biết hàng chục mục tiêu đã bị chặn đánh, bao gồm các tòa nhà quân sự của Hamas, một đường hầm và các cơ sở tầng khác. Hải quân nước này cũng tiến hành các cuộc tấn công dọc theo bờ biển Gaza hỗ trợ lực lượng mặt đất. Trong khi đó, tại phía nam thành phố Gaza, IDF cho biết tiểu đoàn 179 đã phát hiện 4 thành viên Hamas mang theo thiết bị nổ đang tiếp cận họ. Một cuộc không kích đã được thực hiện nhằm vào nhóm này. Nửa giờ sau, IDF cho biết quân đội phát hiện 4 thành viên Hamas khác trong khu vực. Những người này cũng bị lực lượng không quân IAF tấn công. Cùng lúc đó, một chiếc xe chở các thành viên Hamas đã va chạm với quân đội. Theo IDF, một máy bay chiến đấu của IAF cũng tấn công một tòa nhà, mà từ đó Hamas kích hoạt thiết bị nổ chống lại quân đội. Tại Bay Lahia, phía bắc Gaza, IDF cho biết lữ đoàn 551 đã phát hiện 3 thành viên Hamas bước vào một tòa nhà và ngay lập tức đã tấn công bằng không kích. Bên cạnh đó, trong quá trình ra soát vùng ngoại ô của trại Shati ở phía bắc Gaza, lữ đoàn 14 cũng đã xác định được và vô hiệu hóa các thiết bị nổ được giấu trong một trung tâm giữ trẻ. Ở miền nam Gaza, theo IDF, đơn vị Bedouin Tacker còn được gọi là tiểu đoàn trinh sát sa mạc, hoạt động dưới sự chỉ huy của lữ đoàn phía nam của sư đoàn Gaza, đã phát hiện một số đường hầm của Hamas. Cũng tại đây, lữ đoàn lính dù đã xác định được ba thành viên Hamas ở khu vực Khan Yunis và tổ chức không kích, tiêu diệt một thành viên. Hai tay súng còn lại sau đó được phát hiện giữa hai tòa nhà và đã bị pháo kích từ xe tăng tiêu diệt. IDF cho biết, lữ đoàn thiết giáp số 7 cũng đã chỉ đạo một cuộc không kích tiêu diệt thêm ba thành viên Hamas khác. Các diễn biến vẫn đang được cập nhật. Thưa quý vị, theo báo cáo, một phái đoàn Ai Cập đã đến thăm theo Aviv vào tuần trước trong nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Israel và nhóm khủng bố Hamas. Một quan chức Ai Cập nói với hãng tin AI Arabi Azadid thuộc sở hữu của Qatar rằng mọi thứ vẫn còn phức tạp. Một tin giấu tên nói với tờ báo rằng Cairo đang thăm dò việc Israel sẵn sàng rút quân hoàn toàn khỏi các khu vực mà quân đội tiến vào giải Gaza sau chiến dịch trên bộ, trong trường hợp đạt được thỏa thuận toàn diện. Trong khi đó, một nguồn tin Palestine nói với tờ báo rằng, các cuộc đàm vấn nội bộ giữa các phe phái Palestine vẫn đang tiếp tục nhằm đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân và lệnh ngừng bắn. Các nhà hòa giải Qatar được cho là đã nói với Israel rằng Hamas đồng ý về nguyên tắc nối lại các cuộc đàm phán để thả thêm các con tin bị nhóm khủng bố bắt giữ trong vụ hành động tàn bạo vào ngày 7 tháng 10, để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài tới một tháng ở giải Gaza. Trong khi đó, theo CNN, trong ngày 30 tháng 12, ông Netanyahu tuyên bố rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF đang có lợi thế tại giải Gaza và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự trong vài tháng tới. Ông Netanyahu nói, chiến dịch chống lại Hamas đang ở cường độ cao nhất và sẽ tiếp tục trong nhiều tháng. Quân đội Israel đang tác chiến bằng các loại phương tiện mới, cả trên mặt đất và dưới lòng đất. Chúng ta đang có lợi thế, đã có hơn 8.000 tay súng của đối thủ bị hạ. Cùng ngày, IDF cũng thông báo về việc lực lượng Hezbollah thực hiện hàng loạt vụ tập kích ở khu vực biên giới với Liban. Quân đội Israel ngay sau đó đã tiến hành không kích đáp trả, phá hủy bốn chiếc xe tải và loại khỏi vòng chiến đấu bốn thành viên của Hezbollah. Trong khi đó, Cơ quan Y tế Palestine cho biết trong vòng 24 giờ qua đã có gần 200 người thiệt mạng và khoảng 450 người bị thương vì các cuộc tập kích của IDF tại Gaza. Tính từ đầu cuộc xung đột, đã có tổng cộng 21.500 người Palestine thiệt mạng và gần 56.000 người khác bị thương. Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ Sencom thông báo Iris Gravelli vừa đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đỏ. Cuộc điều động được thực hiện nhằm đáp trả cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại Hàng Châu thuộc sở hữu của công ty vận tải Đan Mạch, Maersk. Trong một tuyên bố từ Sencom tàu container Hàng Châu treo cờ Singapore đã bị tấn công bằng tên lửa khi đi qua phía nam biển đỏ. Sau cuộc tấn công, con tàu đã yêu cầu được hỗ trợ. Rất may là con tàu vẫn giữ được độ nổi và không có báo cáo về thương vong. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nhấn mạnh, đây là vụ tấn công bất hợp pháp thứ 23 của Houthi vào ngành vận tải biển quốc tế kể từ ngày 19 11. Phong trào Ansar Al Allah Houthi thống trị miền Bắc Yemen và kiểm soát phần lớn bờ biển đỏ của Yemen trước đó đã cảnh báo về ý định tấn công các tàu thuyền liên kết với Israel hoặc hướng tới các cảng của nước này. Về vấn đề này, họ kêu gọi các nước rút thủy thủ đoàn khỏi những con tàu như vậy và không tiếp cận chúng trên biển. Chuyển sang diễn biến về cuộc chiến tại Ukraine, thông tin tình báo cập nhật mới nhất ngày 30 tháng 12 được Bộ Quốc phòng Anh công bố cho thấy tổn thất về nhân sự tham gia chiến đấu của Nga ở Ukraine đã tăng gần 300 người mỗi ngày so với năm 2022, do Moscow ngày càng phụ thuộc vào quân đội số lượng lớn, song chất lượng lại thấp hơn. Phân tích cho biết, Nga cũng nghi cơ phải chịu con số thương vong lên đến 500.000 người vào đầu năm 2025, một con số chỉ nhỏ hơn tổn thất của Nga trong Thế chiến thứ hai. Quân đội Nga trong vài tháng qua đã cố gắng chiếm giữ thị trấn Adipka phía đông Ukraine, nằm ở tỉnh Donetsk, mặc dù họ chỉ đạt được những thành tiệu hạn chế. Báo cáo cho biết thêm, sự gia tăng về số lượng trung bình hàng ngày, theo báo cáo của chính quyền Ukraine, gần như chắc chắn phản ánh sự suy thoái của lực lượng Nga và quá trình chuyển đổi sang quân đội số lượng lớn với chất lượng thấp hơn, kể từ khi huy động một phần lực lượng dự bị vào tháng 9 năm 2022. Nga có thể sẽ phải mất từ 5 đến 10 năm để xây dựng lại một đội quân cùng các đơn vị giàu kinh nghiệm và được đào tạo bài bản. Tổng thống Nga Putin tuyên bố huy động 300.000 quân dự bị vào tháng 9 năm 2022 nhằm bù đắp những tổn thất nặng nề mà quân đội chính quy phải gánh chịu trong cuộc chiến. Tuy nhiên, bản cập nhật của anh cho biết thêm, nếu thương vong tiếp tục ở mức hiện tại trong năm tới đến năm 2025, Nga sẽ phải hứng chịu hơn nửa triệu quân nhân thiệt mạng và bị thương trong 3 năm chiến tranh. Con số này được so sánh với con số thương vong 70.000 người của Liên Xô trong chiến tranh Liên Xô Afghanistan kéo dài 9 năm. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Riêng ngày 29 tháng 12, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết các lực lượng của Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tăng cường trong những ngày tới, chung với kỳ nghỉ năm mới như họ đã làm vào năm ngoái nhằm nỗ lực làm suy giảm tinh thần của Ukraine. Tổ chức nghiên cứu này cho biết thêm, các lực lượng Nga vẫn có thể quyết định tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trên quy mô lớn trong những tháng tới, mặc dù ISW vẫn đánh giá rằng nỗ lực của Nga nhằm phá vỡ ý chí chiến đấu của Ukraine rất khó thành công. Thưa quý vị, Mỹ vừa trang bị 6 hệ thống phòng thủ tên lửa TSAAD tại đảo Guam. Đây được xem là động thái chiến lược nhằm củng cố lãnh thổ cực Tây Thái Bình Dương trước bối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc và Triều Tiên. Một khu nhà gần căn cứ mới nhất của thủy quân lục chiến Mỹ được biết đến dưới tên gọi Say Calabu, cận Nam Fyrian, đảo Guam đã được cải tạo thành một cơ sở phòng thủ tên lửa theo tạp chí EuroAsia Times. Đại tá Jonathan Stanford, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Talon, cho biết đây là khu vực phát triển nhất trong số các cơ sở phòng thủ tên lửa khác nhau được lên kế hoạch để bảo vệ Guam. Lực lượng đặc nhiệm Talon là một đơn vị quy mô tiểu đoàn gồm 200 binh sĩ trên đảo Guam và 100 radar tác chiến đặt tại Nhật Bản đã được bố trí ở khu vực Nam Finnegan từ tháng 9 năm 2023. Theo báo cáo, lực lượng đặc nhiệm đã triển khai 6 hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối TSAAD, các bệnh phóng radar, thiết bị chỉ huy và xe liên lạc cùng hàng chục xe bọc thép. Việc thành lập địa điểm Excalibur là một bước then chốt trong sáng kiến rộng lớn hơn nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa 360 độ hoàn chỉnh ở đảo Guam. Cơ quan phòng thủ tên lửa cho biết toàn bộ hệ thống bao gồm 20 địa điểm trên khắp hòn đảo sẽ hoạt động vào năm 2027. Trong hai thập niên qua, Guam đã nổi lên như một trụ cột trong chiến lược của ngũ giấc đài. Nó có ý nghĩa quan trọng khi năng lực quân sự của Trung Quốc ngày càng mở rộng. Các quan chức quốc phòng coi Guam, lãnh thổ gần nhất của Mỹ với khu vực Biển Đông đang tranh chấp là trung tâm then chốt để phô trương sức mạnh và bảo vệ khu vực, đặc biệt là chỗ đảo bao gồm Okinawa, miền Bắc Philippines và Đài Loan. Bất chấp số lượng tàu khu trục hoạt động trong khu vực ngày càng tăng, Guam vẫn là một trung tâm quan trọng và không thể thiếu. Cơ sở hạ tầng phòng thủ của Guam bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối TSAAD của lục quân và hệ thống Aegis của hải quân ngoài khơi. Khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ từ lực lượng viễn trinh thủy quân lục chiến số 3 ở Okinawa sẽ chuyển đến Guam trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, với các cảng được trang bị tốt tại Guam, có thể đáp ứng nhu cầu của tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của Guam như một trung tâm hậu cần cho các hoạt động hải quân. Chiến lược này cũng cho phép khai triển hoạt động tàu ngầm Mỹ đến tận Úc để bảo vệ đồng minh theo thỏa ước ký kết. Và sau đây là phần tin tại Việt Nam. Cuối năm 2023, nhiều hoạt động lễ hội diễn ra cộng thêm nhu cầu đi lại, buôn bán hàng hóa cuối năm của người dân tăng cao dẫn đến ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Những dự báo tình trạng ùn nứ giao thông được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần nêu ra và tình hình thực tế đã diễn ra như dự báo. Cụ thể, những ngày này, phóng viên tuổi trẻ online ghi nhận tình trạng giao thông căng thẳng xảy ra khắp các nẻo đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh hướng quốc lộ 22. Trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, mặc dù chưa tới giờ cao điểm, nhưng xe cổ đã nối đuôi nhau đi rất chậm. Hình ảnh ô tô, xe tải, xe buýt chạy chiếm hết mặt đường khiến xe máy phải lên vỉa hè để đi không còn xa lạ ở khu vực này đến giờ cao điểm các đoạn cầu vượt cộng hòa đường hoàng hoa thám vòng xoay lăng cha cả công viên hoàng văn Thủ trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người đi đường khi thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông việc này càng trở nên phức tạp hơn trong những ngày cận kề năm 2024 để giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay tân sơn nhất giúp người dân đi lại thuận lợi hơn theo sở giao thông vận tải thành phố cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hầm chui đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa để giải tỏa áp lực cho các trục đường chính như Cộng Hòa, Hoàng Văn Thủ. Chợ Châu Long ở phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, rộng hàng nghìn mét vuông, nằm trong khu dân cư, cháy lớn, thiêu rụi hơn 200 sạp quần áo cũ ngày 31 tháng 12. Lúc 6 giờ 20 phút, lửa bùng lên ở khu vực nhà lồng chợ rồi lan nhanh sang các sạp xung quanh. Một số tiểu thương dùng vật dụng tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Chợ chứa vật dụng dễ cháy như quần áo, giày dép nên sau ít phút hỏa hoạn bốc lên ngùn ngụt. Nhiều tiểu thương tìm cách đem quần áo ra bên ngoài nhưng chỉ cứu được số lượng rất ít. Anh Dô, chủ năm cửa hàng ở chợ cho biết, hầu hết hộ kinh doanh mới nhập hàng chuẩn bị bán Tết. Đám cháy bùng lên vào sáng sớm vắng người nên tiểu thương trở tay không kịp. Anh Dô nói, tôi ở cách chợ vài trăm mét, chạy qua lửa đã bùng lên rất lớn rồi, toàn bộ quần áo cháy không còn gì. Mỗi cửa hàng tiền vốn chừng hơn 100 triệu đồng cảnh sát phòng cháy chữa cháy An Giang điều hàng chục lính cứu hỏa và xe chữa cháy tới hiện trường. Khoảng 8 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói còn bốc lên. Theo thành phố Châu Đốc, vụ cháy không gây thương vong, song thiêu rủi khoảng 200 gian hàng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Chợ Châu Long hình thành hơn 20 năm, cách biên giới Campuchia khoảng 20 km, với gần 400 sạp kinh doanh đồ cũ như quần áo, giày dép, nón túi sách, bóp da, dây nịt, mắt kính. Đây được xem là nơi buôn bán đồ đã qua sử dụng lớn nhất An Giang và có tiếng ở miền Tây. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết bản liền của Đạm Thủy. Trà có hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh, chát dịu, không làm mất ngủ. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contacta.dkn.tv. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.